Mình sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay, buổi học mà thầy Minh sẽ chữa cho ông ta đề số 03 trong bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này thì có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học và giúp thầy tag tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Rồi, các bạn comment đáp án của thầy nhá. Câu 41 ạ. Câu 41. Điện phân natri clorua nóng chảy thì thu được natri và khí nào sau đây? Điện phân natri clorua nóng chảy NaCl mà mình điện phân nóng chảy thì mình sẽ thu được natri là chất rắn cộng 1 phần 2 clo là chất khí. Vậy mình sẽ thu được khí là khí clo. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 42. Polymer nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tử nguyên tố nitơ? À, các bạn comment đáp án có thể xem ạ. Polymer nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tử nguyên tố nitơ? Thì chắc chắn là polyacrylonitrile. Các bạn rất hay quên anh này. CH2CH CN. Đây là polyacrylonitrile N lần. Đáp án đúng đáp án C. Bởi vì có nitơ. Trong này có chứa carbon, có hydro và có nitơ. File đề lấy ở trên fanpage của thầy nhá. Câu 43. Trước mỗi buổi live thì thầy luôn luôn đăng file đề ở trên fanpage. Câu 43. Ion nào, ion kim loại nào sau đây có tính khử? Ôi giời, câu này mới nhiều bạn say ngu này. Ion kim loại nào sau đây có tính khử các em? Câu này nhiều bạn say ngu lắm. Thề luôn. Top 1 của việc say ngu ngốc ở đây. Tính khử ạ. Khử là tăng, các bạn nhớ thầy nhé. Khử là tăng. Vậy có nghĩa là câu hỏi này tương đương với câu hỏi là ion kim loại nào sau đây có khả năng có khả năng mà số xoắn nó tăng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B nhé. Bởi vì sắt dương 2 nó còn có thể lên được sắt dương 3. Câu 44 ạ. Kim loại sắt tác dụng được với axit nào sau đây để giải phóng khí hydro? Kim loại sắt này tác dụng với axit nào sau đây để giải phóng khí hydro? Những cái câu mà top 1 của sự sai ngu ngốc. Kim loại sắt tác dụng được với dung dịch axit nào sau đây để giải phóng khí hydro? Giải phóng khí hydro thì kim loại sắt nó sẽ tác dụng với gì ạ? H24 loãng nhé, các bạn đừng có mắt lé mà chọn là C nhé. Đáp án đúng là đáp án D ạ, H2SO4 loãng. Đáp án đúng là đáp án D. Kim loại sắt tác dụng được với dung dịch axit H24 loãng thì thu được khí hydro. Câu 45. Dung dịch NaOH hòa tan được kim loại nào sau đây sinh ra muối? Dung dịch NaOH hòa tan được kim loại nào sau đây mà sinh ra muối? Nào. Dung dịch NaOH hòa tan được kim loại nào sau đây mà sinh ra muối? Nào các bạn comment đáp án thầy xem ạ. Đáp án gì ạ? Nào. Đáp án gì ạ? Đáp án gì ạ? Dung dịch NaOH hòa tan được kim loại nào sau đây sinh ra muối? NaOH thì không hòa tan được đồng, không hòa tác dụng với natri, tác dụng được với kali bởi vì bên trong NaOH có nước, nó tạo thành cao hoát, canxi tạo thành CaOH lần. Vậy thì hòa tan được với nhôm để tạo thành muối là muối NaLO2 các em nhé. Hay không? Để lý thuyết này rất hay nhé. Nếu mà đi thi và các bạn mà chưa từng làm những câu này các bạn rất dễ bị lừa. Câu 46 á. Câu 46 các bạn cũng comment đáp án này xem nào. Khí đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi. Và trong đó có khí X. Các bạn lưu ý nhá, X nặng hơn không khí. Không khí phân tử khối của không khí trung bình nhá bằng 29. Vậy khí X này nặng hơn không khí thì không thể là nitơ, nitơ 28 đâu. Đúng chưa? Gây hiệu ứng nhà kính thì nó chỉ có thể là CO2 thôi các bạn comment mạnh mẽ lên ạ. Một lần comment là một lần có thể giúp cho chúng ta hiểu bài hơn và thuộc bài hơn đó. Câu 47 ạ. Chất nào sau đây là chất béo rắn ở điều kiện thường? Chất nào sau đây là chất béo rắn ở điều kiện thường? Thì bạn lưu ý cho thầy nhá, chất béo rắn. Chất béo rắn thì nó là gì? Chất béo rắn là những anh mà chất béo mà có cái thành phần của nó, có cái thành phần của nó là được tạo bởi từ các gốc axit béo no nhé, thì nó mới rắn. Vậy gốc axit béo no, chất béo đã thì không thể glycerol, không thể axit stearic được. Mà gốc axit béo no thì nó chỉ có thể là tripalmitin. Tao đúng đáp án này. Câu 48. Đúng rồi, ok, đáp án đúng là đáp án A. Câu 48 ạ. Kim loại nào sau đây phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường? Kim loại nào sau đây ạ? Phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường? Kim loại nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường? Rồi, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tag giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Câu 48 ạ. Kim loại nào sau đây ạ? Phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường? Nó chỉ có thể là natri. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C.
Câu 49 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Nào, kiềm thổ nào. Kiềm thổ, các bạn nhớ kiềm thổ là gì không ạ? Bé mang cây súng bắn ruồi. Vậy kiềm thổ chúng ta là gì? Bari. Đáp án đúng là đáp án C nhá. Bari. 50 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu? Chất nào sau đây chất điện ly yếu? Thế thì chúng ta phải nhắc lại về cái kiến thức chất điện ly yếu nhé. Chất điện ly yếu là chất điện ly, được không? Đầu tiên nó phải chất điện ly đã. Mà làm sao phần tan trong nước nó phân ly một phần ra ion. Thế thì chất điện ly yếu nó sẽ bao gồm là axit yếu, bazơ yếu nhé, và các muối của thủy ngân. Vậy để NaCl chất điện ly mạnh, HNO3 chất điện ly mạnh, HCl chất điện ly mạnh. Chất điện ly yếu ở đây là CH3COOH. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 51. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng? Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng? Câu rất là hay. Và thầy biết rằng là sẽ có rất rất nhiều bạn bị sai câu này. Ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng? Dimethylamine là chất khí. Ethylamine là chất khí. Methylamine là chất khí, đúng không ạ? Vậy chất lỏng của chúng ta là gì? Anilin. Anilin tồn tại điều kiện thường là chất khí. 52 ạ. Quặng bauxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây? Quặng bauxit nha, được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây? Thì các bạn lưu ý cho thầy ạ, quặng bauxit của chúng ta thì nó được dùng, quặng bauxit nó là Al2O3. Nên chính vì vậy nên quặng bauxit là được sử dụng để sản xuất kim loại nhôm nha, các bạn chú ý nha, sản xuất kim loại nhôm. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 53. 53. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem câu 53 là đáp án gì ạ? 53. Để bảo vệ những vật bằng sắt khỏi bị ăn mòn thì người ta tráng hoặc mạ lên những vật đó lớp thiếc hoặc lớp kẽm. Làm như vậy là để chống ăn mòn theo phương pháp nào sau đây? Các bạn lưu ý nha, mạ lên những vật đó lớp thiếc hoặc lớp kẽm. Nào, mạ lên những vật đó lớp thiếc hoặc lớp kẽm. Vậy, vậy ạ, vậy chắc chắn 100% cho thầy xem nào. Xem nào, comment đáp án cho thầy xem nào. Mạ lên vật đó một lớp thiếc hoặc lớp kẽm, vậy thì chắc chắn 100% là nó là phương pháp bảo vệ theo ăn mòn gì? Bảo vệ theo ăn mòn gì nào? Khoai phết. Các bạn comment nhiều, nhiều bạn sai lắm. Thầy đảm bảo 100% là sẽ có rất rất nhiều bạn sai. Các bạn cùng comment thử đáp án trong câu này xem nào. Câu này của các bạn xem là câu này các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu này các bạn chọn đáp án gì ạ? Để comment đáp án thì coi. Càng 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 câu này càng. Theo các bạn nghĩ là các bạn chọn đáp án nào? Nào, theo các bạn nghĩ ạ, các bạn comment đáp án thì xem nào. Đáp án gì ạ? Dạ man cực. Đáp án gì? Đáp án gì ở câu này? Câu này rất hay luôn. Câu này rất hay luôn. Rất nhiều bạn bị sai ở câu này luôn. Nào các bạn có comment đáp án thì xem nào. Đây là câu top 1 của một sự sai lầm. Top 1 của sự sai lầm tuổi trẻ. Top 1 đấy. Trong lớp off của thầy nha, nhiều bạn bị sai câu này lắm. Mà cái lúc mà thầy nghe đấy các bạn ấy sai ấy, thầy cười sặc sụa luôn. Và sau khi thầy chỉ là đáp án đúng thì các bạn mới biết rằng các bạn sai. Còn nếu không á, còn nếu mà thầy không chỉ, các bạn vẫn nghĩ là các bạn ấy đúng cơ. Thế nên cái cách tốt nhất để mà chúng ta nhớ được lý thuyết ấy, đó là cách mà chúng ta bị sai nhiều nhá. Chỉ có bị sai nhiều thôi thì nó mới giúp cho chúng ta nhớ được kiến thức. Ok không? Nào các bạn cùng comment đáp án xuống đây xem nào. Để thầy xem xem nào. Nào, đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án gì ạ? Các bạn comment đáp án này xem nào. Hay cực. Dã man luôn. Đáp án gì ạ? Các bạn comment mạnh mẽ xem nào. Mạnh mẽ này thì coi ạ. Mạnh mẽ lên nào. Rồi ạ. Đáp án gì ạ? Nhục lắm, nhục lắm. Sai câu này là top 1 của sự nhục nhã.
Nào nào mình sẽ có này, để bảo vệ những vật bằng sắt khỏi bị ăn mòn, người ta tráng hoặc mạ lên những vật đó lớp thiếc hoặc lớp kẽm. Làm như vậy là phương pháp bảo vệ. Bảo vệ gì? Không phải điện hóa đâu. Và nhá, tráng hoặc mạ thì nó là bảo vệ bề mặt. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ. Nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhá. Được chưa? 53 đáp án C ạ. Ok không ạ? Đấy, thấy không? Câu này rất nhiều bạn bị sai lầm. Đấy là lý do mà tại sao thầy lại có những buổi livestream như thế này để hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em những cái câu lý thuyết bị sai nhiều nhá. Câu tiếp theo ạ, câu 54 ạ, các bạn comment đáp án ạ. Câu 54. Trong công nghiệp, loại quặng có thành phần chính là Fe2O3 dùng để làm nguyên liệu sản xuất gas. Trong công nghiệp, loại quặng có thành phần chính là Fe2O3 dùng để làm nguyên liệu sản xuất gas. Vậy quặng này là gì? Thì các bạn chú ý cho thầy, Fe2 là có hai chân, vậy nó là quặng hematit nhá. Chiêu này chiêu cực kỳ kinh điển này, quặng hematit. Đáp án đúng đáp án này. Câu 55 ạ, kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch COS số 4 dư tạo thành hai chất kết tủa? Câu này mới hay, đố các em chọn đáp án đúng câu này luôn. 55 ạ, kim loại nào sau đây tác dụng với COS 4 dư nhé. Tác dụng với COS 4 dư là xong rồi. Nhưng ở đây nó yêu cầu chúng ta là tạo thành hai chất kết tủa. Úi dồi ôi, top 1 của sự lừa lọc là đây. Anh nào? Nhiều bạn chọn sắt sai, sắt không tạo thành kết tủa. Bari mới đúng. Tại vì đây này, bari này tác dụng với nước này, nó tạo thành là BaOH 2 lần. Và anh BaOH lần thì tác dụng với COS số 4 dư thì sẽ tạo thành kết tủa BaS số 4 và kết tủa COOH 2 lần, hai kết tủa. Đấy các bạn chú ý nha. Top 1 của sự lừa lọc. Câu 56 ạ. Nào các bạn comment đáp án có thể ra. 56 chất nào sau đây là amin? Câu này thì dễ rồi. Câu này đơn giản nhỉ. Chất nào sau đây là amin ạ? Chất nào ạ? C6H5NH2 chính xác, anilin là amin. 57 ạ. Trong các ion sau, ion có tính oxy hóa yếu nhất là. Trong các ion sau ạ, ion có tính oxy hóa yếu nhất là nào? Ion nào có tính oxy hóa yếu nhất? Ion nào có tính oxy hóa yếu nhất đây ạ? Nào các bạn cũng comment đáp án thì nhìn nào. Ion nào sau đây là có tính oxy hóa yếu nhất? Hay không? Anh nào ạ? Nể mà anh ion mà có tính oxy hóa yếu nhất thì hỏi là ion là oxy hóa yếu nhất thì cái tính kim loại của nó phải mạnh nhất, có cái tính khử nó phải mạnh. Khi nào ba cần mua áo giáp? Vậy ô xóa yếu nhất là kẽm hay cộng B, các bạn toàn bị lừa thôi. Ô xóa mạnh nhất thì mới chọn là bạc nhá. 58 ạ. 58 nào, 58 có nghe đáp án này xem nào. Chất nào sau đây không phản ứng sẽ không tham gia phản ứng thủy phân ạ? Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân ạ? Thì cái anh mà không tham gia phản ứng thủy phân ấy thì nó phải là cái anh là monosaccharide đúng không ạ? Bởi vì là disaccharide và polysaccharide là thủy phân. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, glucose. 59 ạ. Nào, bao nhiêu bạn còn nhớ được phân tử khối của glycine? Bao nhiêu bạn còn nhớ được phân tử khối của glycine ạ? À? Comment đáp án thầy coi. Phân tử glycine bao nhiêu? 75 nhá. Đáp án đúng đáp án A. 60 ạ. Nung FeOH 3 lần trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là. Nung FeOH 3 lần trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là. Thì khi mà mình nung FeOH 3 lần ấy trong không khí thì mình sẽ thu được chất rắn là Fe2O3, được chưa? Hiện tại bây giờ cái khóa bí kíp luyện đề của thầy đang được giảm giá rất là sâu. Nếu mà các bạn nào mà muốn tham khảo khóa bí kíp luyện đề của thầy với những đề hay và chất và bị lừa lý thuyết lừa lọc như này để chúng ta đạt điểm cao hơn trong kỳ thi Trung học quốc gia thì vui lòng inbox cho thầy nhá. Câu 61 ạ. Cho dãy các polymer sau, số polymer được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là. Lưu ý cho thầy từ trùng hợp. Polyacrylonitrile là 1, polyvinyl chloride là 2. Được chưa? Polymethyl mesh acrylate là 3, mình chỉ có 3 anh thôi. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 62. Hợp chất hữu cơ X thủy phân trong cả môi trường axit và cả môi trường bazơ. Chú ý là anh này thủy phân được cả môi trường axit và cả môi trường bazơ. Thì X không thể. Úi giời ơi, câu hỏi là không thể. Gliala nhá là peptide để thủy phân được cả axit cả bazơ. Albumin nhá, thủy phân được cả axit cả bazơ. Được chưa? Chỉ có tinh bột là chỉ thủy phân trong axit chứ không thủy phân trong bazơ. Nên câu 62 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Câu 63 này ối bạn bị lừa lọc này.
Khổ lắm, cái lúc mà thầy cho các bạn ấy làm đề thi online offline của thầy, các bạn đã bị lừa sấp mặt luôn. Như này có bạn que này này. Đề thi sở còn khoanh trùng ngưng này. Trùng hợp. Nói chung là cái này các bạn phải bị lừa nhiều. Lừa nhiều nó tạo thành là một cái phản xạ nhá. Câu 63, phân tử trimethylamine có bao nhiêu tử hydro? Vẽ nó thôi. Trimethylamine CH3 này, N này. CH3 này. CH3 nhìn này biết ngay nó là gì. C3H9 à. Vậy là có 9 hydro. Đáp đúng đáp án C. Câu 64. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được glu rồi. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được glu rồi. Đúng, chính xác. Trong môi trường bazơ, glu và phờ-rúc có thể chuyển hóa lại nhẫn nhau. Đúng. Glu và phờ-rúc có nhiều trong mật ong. Đúng. Trong dịch NH3, glucose oxy hóa GNO3 là sai. Glucose bị oxy hóa. Vậy sai là gì? Câu 65 ạ. Cho hợp X gồm nhôm và đồng tác dụng với dung dịch chứa AgNO3 và FeNO3 3 lần. Sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chất rắn Y. Sau phản ứng hoàn toàn mình thu được chất rắn Y. Chất rắn Y. Các bạn thử comment cho thầy xem là chất rắn Y là chất nào. Chất rắn Y. Và dung dịch T chứa hai chất tan. Lưu ý nhá. Dung dịch T chứa hai chất tan. Thì các bạn lưu ý cho thầy ạ. Thứ tự của cation kim loại tạo thành là tính oxy hóa tăng dần. Vậy hai chất tan lần lượt đầu tiên nó sẽ là nhôm 3 cộng. Được chưa? Và Fe 2 cộng. Bởi vì tính oxy hóa tăng dần thì nhôm 3 cộng là tiêu xạ yếu nhất rồi đến sắt 2 cộng. Còn chất rắn Y thì thứ tự kim loại tạo thành là tính khử tăng dần. Vậy đầu tiên nó sẽ là bạc. Sau đó đến là thằng đồng. Được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có chất rắn Y của mình sẽ có bạc, sẽ có đồng. Đúng không? Không thể có nhôm. Nhá. Vậy mình sẽ có là có khả năng là có bạc, có đồng và có sắt. Bạc, đồng, sắt. Đáp án đúng là đáp án à. Ui rồi 66 này còn lừa lọc nữa. 66 này nhiều bạn sai sấp mặt luôn. 66 các bạn cũng comment đáp án rồi đấy, xem nào. 66 là các bạn bị sai sấp mặt luôn đáp án gì. Sấp mặt luôn đấy ạ. Câu 66. Nhục lắm. Về lít dung dịch NaCl 0.6M, thí nghiệm là sau đây làm pH của dung dịch đó giảm xuống. Thế thì đến đây mình phải nhớ cho thầy nhé, pH dung dịch giảm là sao? pH giảm thì tương đương với nồng độ H cộng tăng hay là tính axit tăng. Đúng chưa? Vậy thì không thể là thêm nước cất, không thể thêm NaNO3, không thể thêm KOH được mà là thêm HCl. Đáp án đúng đáp án gì? 67 ạ. Công thức nào sau đây là công thức của chất béo? Công thức nào sau đây là công thức của chất béo? À, chất béo là gì ạ? Là trieste của glycerol và các gốc axit béo. Vậy công thức nào sau đây là công thức chất béo? Cẩn thận nó bị lừa nha mà nhá. Mắt mở to nhá, đừng buồn ngủ díp díp nhá. Mắt mở to nhìn thật tinh đây xem nào. Công thức nào của chất béo? Cẩn thận bị lác đấy. Ối nước lác. Gì ạ? C17H33COC35. Đây này, đây là viết ngược này. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. 68. Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm nhôm này, MgCO3 này, Fe3O4 này vào H2SO4 loãng này, thu được dung dịch X này. Vậy X ở đây là có Al2 SO4 3 lần này, MgSO4 này, Fe2 SO4 3 lần này và FeSO4. Cho BaO lần tới dư, BaOH 2 lần tới dư. Được chưa? Vào dung dịch X, vậy mình sẽ thu được kết tủa. Thu được kết tủa. Kết tủa mình AlOH 3 lần không tồn tại trong OH trừ dư nên chắc chắn có BaSO4 này. MgOH 2 lần này. FeOH 2 lần này. Và Fe
OH 3 lần. Đề bài nói nung thằng Y này đến khối lượng không đổi, nung thì mình vẫn thu được BaSO4, MgO và Fe2O3. Được chưa? BaSO4, MgO và Fe2O3. Tao đúng đáp án dễ. BaSO4, MgO và Fe2O3. Ok nhá. 69. 69 á. STX có công thức phân tử là C8H8O2. STX có công thức phân tử là C8H8O2 trong dịch NaOH. Thu dung dịch chứa hai muối thì STX mà tác dụng bên NaOH mà thu được hai muối thì khi và chỉ khi nó là ST của phenol. Là còn trắng gương với đầu của nó về đầu HCO. Đấy. Đây là ST của ancol nhá. ST của phenol là OH phải đính vào vòng cơ nên đáp án đúng là đáp án A. Anh này khi tác dụng bên NaOH sinh được chuẩn hai muối là HCOONa và C6H4CH3ONa. Đúng không ạ? 70 ạ. 70 ạ. Phát biểu là sao đây không đúng. Đây vừa các bạn bảo là thấy ơi muốn xay nhiều polymer đây sai luôn đi. 70 đi. 70 đáp án gì ạ? Tơ tầm thuộc loại tơ thiên nhiên đúng. Ni lông 6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp sai. Ni lông 6,6 là thuộc loại tơ tổng hợp nhá. Sai luôn. 71 những câu đếm lý thuyết, những câu cực kỳ khoai. Thực hiện thí nghiệm sau. Thực hiện thí nghiệm sau. 69 à, 69 đúng rồi, 69 là không tham gia phản ứng trắng gương ạ. Đúng rồi, thầy nhìn mắt lé đấy. Không tham gia phản ứng trắng gương thì không thể là HCO được. Đúng rồi, sorry các em. C ạ, CH3CO C6H5. Nhá, không. Không ạ. C ạ. 70IB ạ. 71 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số trường hợp thu được kết tủa là úi rồi câu này mới hay này. Các bạn cùng nhìn kỹ nhá. CO2 và CaOH hai lần dư thu được kết tủa CaCO3. Một cháu. NH3 và AlCl3 thu được kết tủa AlOH 3 lần. Hai cháu. CO2 dư và NaAlO2 thu được kết tủa AlOH 3 lần. Ba cháu. AgNO3 và FeCl3 thu được kết tủa AgCl. 4 cháu. HCl và K2CO3 không thu được kết tủa. Nhá. Được chưa? Ure và Na vào CaOH 2 lần thì sẽ thu được kết tủa CaCO3. Được chưa? Vậy mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 6, 5 anh. Được chưa? À, có bạn hỏi là FeOH 2 lần nhiệt phân ra Fe2O3 là chính xác nhá. Bởi vì đây là nhiệt phân ở trong không khí nhá. Còn lại nếu mà muốn FeOH 2 lần nhiệt phân ra FeO thì phải nhiệt phân trong cái môi trường là chân không, không có không khí. 72 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là nhiệt phân MgCl2 nóng chảy thu được kim loại magie. Cho dung dịch FeNO3 2 lần vào dung dịch AgNO3 dư thì chắc chắn thu được bạc cộng sắt dung 3. Hai cháu đó ạ. Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3 chỉ thu được CaO thôi, bỏ. Natri vào CuO dư nhiều bạn tưởng có đồng sinh ra nhưng không có đâu. Natri vào tác dụng với nước để tạo thành NaOH, sau đó NaOH tác dụng với lại CuS4 để tạo thành CuOH 2 lần và Na2S4 không có. Hiro đi qua CuO đun nóng thì thu được đồng. Vậy ba anh A, B, E, ba anh C. 73 này mới hay. 73 này mới hay. 73 này là top 1 của sự lừa lọc. 73 top 1 của sự lừa lọc luôn. Sơ đồ chuyển hóa X, Y, nhôm, Z, X. Hợp chất khác nhau của nhôm. Hợp chất khác nhau của nhôm nhé. Các cặp chất X và Z sau không thỏa mãn. Để bảo không thỏa mãn. Nếu X là ALH 3 lần này thì tạo thành Y là AL2O3 này. Thì AL2O3 tạo thành nhôm, chuyện đơn giản. Nhôm tạo thành một chất nào đó rồi cuối cùng lại phải quay trở lại thành ALOH 3 lần. Thì Z ở đây là cho AlCl3. Được, nhôm tác dụng HCl tạo thành AlCl3, AlCl3 cộng với NaOH vừa đủ tạo thành ALOH 3 lần. Anh này được. AlNO3 3 lần thì cũng tạo được thành AL2O3. AL2O3 đi được về nhôm. Nhôm đi được ra tạo thành AL2.
SO4 3 lần, ALH4 3 lần lại quay ngược trở lại tạo thành ALNO3 3 lần được không ạ? Được, tác dụng với BaNO3 2 lần. Được. Xem nào, đầu tiên là ALOH 3 lần. IC đấy. Tạo thành Al2O3 ngon. Al2O3 tạo thành nhôm ngon. Nhôm tạo thành NaLO2 ngon. Tác dụng natri. NaLO2 cộng với lại gì ạ? CO2 thì tạo thành ALOH 3 lần thoải mái. Thoải mái. D. Có mỗi anh D thôi. AlCl3 thì tạo thành AlCl3 thì nó không thể tạo thành Al2O3 được mà tạo thành ALOH 3 lần. ALOH 3 lần thì không thể tạo thành được nhôm. Được chưa? Vậy 73Ia, mỗi anh này không được. 74 ạ. Chỗ này thầy ghi nhầm nhé, chỗ này Fe2O3. Hàn nhiệt là phương pháp hàn dựa trên cơ sở phản ứng tỏa nhiệt giữa một oxit kim loại với một kim loại khác có áp lực hóa học với oxy mạnh hơn, thông dụng nhất là giữa nhôm và Fe2O3. Phản ứng xảy ra khi nung nóng một lượng nhỏ đến hỗn hợp nhiệt độ. Được chưa? Sau đó phản ứng tiếp tục duy trì nhờ nhiệt độ phản ứng lan nhanh ra toàn hỗn hợp, làm nhiệt độ tăng lên đến 3000 độ C, nung nóng sắt tạo thành thép lỏng, làm nóng chảy các tạp chất tạo thành xỉ lỏng. Tiến hành mở lỗ rod thép lỏng nhiệt độ cao, nung chảy mép hàn, sau đó đông đặc tạo thành mối hàn. Đây là những câu thực tế đấy, rất hay. Cho biết khối lượng riêng của sắt, lượng sắt trong mối hàn bằng 90% lượng sắt được điều chế. Nếu đúng tỷ lệ khối lượng gần nhất của hỗn hợp tecmit cần lấy, đây đường ray thể tích là 10 cm, vậy mình sẽ tìm được là khối lượng của sắt thực tế cần thì bằng này, 10 này nhân với này tỷ khối này, đây là 1 cm khối thì cần 7,08, vậy đây là 10 thì nó sẽ là nhân 7,87. Lượng sắt trong mối hàn bằng 90% lượng sắt điều chế ra, vậy phải chia cho 0,9 để thực tế cần. 10 nhân 78,7 chia 0, 10 nhân 7,87 chia 0,9 bằng 787 chia 9. Đấy là khối lượng sắt thực tế cần. Được chưa? Vậy mình tìm được số mol sắt thực tế bằng anh này chia 56. 787 đây là 1,561 mol. Thế bản chất đây là Fe2O3 cộng với Al để tạo thành Fe cộng Al2O3 cân bằng 2. Số mol Fe 1,561 thì suy ngược lại số mol nhôm. 1,561 nhân 2 chia 2. 561 Fe2O3 chia 2 bằng 0,7807. Vậy khối lượng hỗn hợp tecmit ở đây ạ, nhân với 160 cộng 1,561 nhân 27 bằng 151,45. 151,45. 151,45. Câu này do thầy chế đề nên đáp án là đáp án E nha. Ok chưa? 74 này bị trùng này. 75 ạ. 75 ạ. Một mẫu cồn X, một mẫu cồn X có thành phần chính này là CH5OH, C2H5OH lẫn metanol C3OH, đốt cháy 15 gram cồn thì tỏa ra nhiệt lượng Q bằng 437,85 kJ. Đây ngày A ngày B có hệ phương trình luôn. Khối lượng 46A cộng với khối lượng này là 32B thì bằng 15. Một mol metanol thì tỏa ra 7,16 kJ. Vậy B mol metanol thì tỏa ra là 716B. Một mol metanol thì tỏa ra 1370 kJ. Vậy A mol thì nó sẽ là 1370A bằng tổng Q 437,85. Đến đây giải hệ thì ra vậy. 912 46 bằng 32 bằng 15 bằng 1370 bằng 716 bằng 437,85 bằng A bằng 0,3, B bằng 0,0375. Vậy phần trăm tạp chất metanol trong X là 0,0375 nhân 32 bằng chia 15
bằng nhân 100%. 8% ạ. À. Đáp án đúng đáp án này. Rất dễ. 76 ạ. À. Chất nào sau đây dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu ạ? À? Chất nào sau đây là mềm nước có tính cứng vĩnh cửu? Úi dồi, cái chất này quá đơn giản, Na3,4, lúc nào cũng là nó. 77 ạ. À. Số phát biểu đúng là dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân khi bị nhiệt kế bị vỡ, chính xác. Bởi vì nó tác dụng với thủy ngân ở ngay điều kiện thường. Để tách kim loại bạc khỏi hỗn hợp thì cho X tác dụng với sắt FeCl3, chính xác, bởi vì là FeCl3 hòa tan sắt, hòa tan đồng nhưng không hòa tan bạc. Cho dung dịch FeNO3 hai lần vào dung dịch AgNO3 thu được kim loại bạc, chính xác. Cho HCl vào cốc đựng nước cứng có tính cứng tạm thời sinh ra khí CO2, chính xác, bởi vì nước cứng có tính cứng tạm thời có ion HCO3 trừ sinh ra CO2. Để kết tụa hoàn toàn ca chiông nhôm 3 cộng thì cho dung dịch là tác dụng lượng dư NH3, chính xác, bởi vì NH3 cung cấp OH trừ. Vậy bắt biểu đúng A, B, C, D, E, 5, C ạ. Rất dễ. Úi dồi ôi, 78. Một cái câu mà bạn nào cũng sợ. Đúng không? Bạn nào sợ comment tại đây. Thầy Minh cứu. Thanh niên nào sợ comment hết tại đây. Thầy Minh cứu. Trên bao bì một loại phân bón NPK. Độ dinh dưỡng có nghĩa là gì? 20% nitơ, 20% P2O5, 15% K2O. Để cung cấp tương đây cho 10.000 m2 thì cần trộn đồng thời NPK ở trên với ure. Đây. Cung cấp này. Nitơ chờ số mol này. Ăn nitơ thì không cần số mol. 135,78 kg nitơ cho dễ. Cung cấp phốt pho chờ số mol. 15,5 chia 31 bằng 0,5 mol phốt pho. Kilogram tấn đại yến coi như gan tính toán bình thường các em nhá. Đây là kỹ năng giải cực kỳ nhanh cho bài này. Kali 33,545 chia 39 bằng 0,86 mol. Được chưa? Thì cần trộn đồng thời này, trộn này. A kilogram NPK. Được chưa? Thì A kg NPK này thì nó sẽ có này. Nitơ này. Trong này là bằng 0,2 A kg. Phốt pho tính ra mol. Thì phốt pho trong này là P2O5 cơ. P2O5 là 20%. Thì số mol phốt pho nó sẽ bằng 2 lần số mol P2O5, đúng không? 2 nhân với 0,2 A chia 142. Kali. Thì trong K2O cũng có 2 kali. 2 lần số mol của 0,15A chia cho phân tử khối của K2O là 94. Với đạm ure, độ dinh dưỡng là nitơ đấy, 46% là 0,46A. Đây là B kg, 0,46B. Và phân kali thì độ dinh dưỡng là 60%. Thì có nghĩa là ở đây mình sẽ có kali là 2 nhân với 0,6. Đây là C kg. 2 nhân với 0,6 C chia 94. Tới đây mình giải hệ. Mình giải hệ phương trình. 135,78 thì bằng này. 0,2A cộng với 0,46B. Phương trình thứ hai, số mol phốt pho là 0,5 thì bằng. Đây, 2 nhân với 0,2A chia 142. Đến đây tìm A luôn. Không nói năng nhiều, tìm A luôn. 0,5 nhân 142 chia 0,4 bằng 177,5. A bằng 177,5 kg luôn. Kali 0,86 thì bằng 0,3A chia 94 cộng với 1,2C
chia 94. Đến đây tìm được C luôn. 0,86 trừ 0,3 nhân với 177,5 chia 0,86 này trừ 0,3 nhân 177,5 chia 94 bằng nhân 94 bằng chia 1,2 bằng C bằng 22,991. Đấy, đến đây tìm B. 135,78 trừ đi 0,2 nhân 177,5 bằng chia 0,46 bằng B bằng 2,18. Vậy mình có tổng khối lượng của phân bằng 2,18 cộng 177,5 cộng 22,991 bằng 418,491. 418,491. Bây giờ là sử dụng 83,7 kg, 418,491 thì bón cho 10.000. Vậy giờ 83,7 thì 83,7 chia N bằng, được chưa, nhân với 10.000 bằng, đây bón được cho 2.000 m2. Đâu đúng đáp án C, 2.000 m2. Các em thấy không, đây là phương pháp giải cực kỳ nhanh cho bài toán thực tế này. Câu 79 một câu cực kỳ xịn nữa mà đa số các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy sợ, nhưng học sinh thầy Minh thì không sợ mà tẹo nào. Và đấy là lý do chính là tại sao tất cả các bạn học sinh thầy Minh thì luôn luôn làm đúng được 24 câu lý thuyết. Bởi vì các bạn học lý thuyết từ thực tế, hiểu bản chất, rồi sau đó mới tiến đến cái việc mà chúng ta chinh phục những cái câu khó lý thuyết như này. Tiêu chuẩn Việt Nam 3 năm 2002-2003, dựa độ cứng nguồn nước được xác định bằng tổng hàm lượng canxi 2 cộng và magie cộng quy đổi khối lượng CaCO3 có trong 1 lít nước. Từ một mẫu nước, người ta có thể tính được giá trị độ nước cứng. Thế thì ở đây mình coi đi, magie và canxi, coi như magie canxi ở đây, nồng độ của nó là, mình có bảo toàn điện tích, mình có 2A thì bằng 2 nhân 0,0004 cộng 1 nhân 0,00042 cộng 1 nhân 0,0003. Vậy đến đây tìm được A bằng 2 nhân 0,0004 cộng 1 nhân 0,00042 cộng 1 nhân 0,0003 bằng chia 2 bằng 7,6 nhân 10 mũ trừ 4. Được chưa? Thế là tổng hàm lượng, thì tổng hàm lượng của canxi 2 cộng và magie 2 cộng là 7,6 nhân 10 trừ 4, mà quy về gì? Quy về khối lượng CaCO3. Vậy thì tìm được khối lượng của CaCO3 bằng 7,6 nhân 10 trừ 4 nhân 100 thì bằng 7,6 nhân 10 mũ trừ 2 gam và bằng 76 mg. Vậy 76 mg thì nó thuộc loại 50 đến 150, đúng không? Vậy nó thuộc loại là mẫu nước thuộc loại nước hơi cứng. Đáp án đúng là đáp án à, câu rất xịn. Câu này ra đề thi năm nay thì ối đứa toàn, đúng không? Rồi câu 80, câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Hỗn hợp chất rắn gồm BaHCO3 hai lần, KOH và BaOH lần. Số mol lần lượt anh này là 1, anh này là 2, anh này là 1. Tỷ lệ số mol coi như là 1, 2 luôn. Vậy khi mà vào dung dịch ấy, thì ở đây thầy sẽ thu được này, Ba2 cộng 1 ở đây cộng 1 ở đây là bằng 2. HCO3 trừ 1 x 2 là 2. OH trừ 2 này cộng 1 x 2 là 4. Đầu tiên HCO3 trừ cộng OH trừ để tạo thành CO3 2 trừ cộng nước. Thì đây HCO3 trừ có 2 và OH trừ có 4 thì tạo thành 2 CO3 2 trừ và có OH trừ dư. Dư là 4 trừ 2 là còn 2. Thấy CO3 2 trừ vừa tạo thành là Ba cộng đớp luôn để tạo thành BaCO3. Anh này 2, anh này 2, vậy kết tụ luôn. Vậy trong dịch chỉ tồn tại OH trừ dư, có nghĩa chỉ tồn tại KOH. Đáp án đúng là đáp án B. Nhanh không? Đây là kỹ năng để giải những cái câu mức độ vật dụng về vật lý thuyết. Trên đây là thầy Minh vừa mới hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em trong cái đề số 03 trong bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment cái buổi học ngày hôm nay. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em luôn luôn nhiệt tình ủng hộ thầy trong số tất cả các buổi live stream bằng cách là comment, chia sẻ về buổi học này. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi học sau. Bye bye, chào tạm biệt.